Trải qua vùng đồng bằng châu Thổ Bắc Bộ, dòng sông Hồng không chỉ là biểu tượng của nền văn minh lúa nước rực rỡ, bồi đắp phù sa, hình thành nên những dải đất đai màu mỡ, cỏ bay thẳng cánh, mà còn là vùng đất mang lại nhiều giá trị văn hóa dân tộc đặc thù của người Việt. Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn vật, văn hóa Thăng Long trải dọc, làm dày thêm hồn thiêng lịch sử. Đây phố Hiến, kia Thành Đông, mang lại nguồn sống, nhưng con sông cũng mang đến lũ lụt, khiến con người phải lo lắng, vất vả mỗi mùa lũ đến. Lũ lụt đến đâu, dân ta đắp đê đến đấy. Truyền thuyết sơn tinh thủy tinh ánh lên khát khao của con người vượt qua những khó khăn do thiên nhiên, chống lại lũ lụt. Trải qua hàng ngàn năm, hệ thống đê đã trở thành một phòng tuyến mạnh mẽ, có khả năng ngăn lũ, chống lụt, bảo vệ mùa màng, tài sản và cả tính mạng của con người. Hành trình hôm nay của chúng tôi là hành trình khám phá dọc những triển đê ấy, để thấy cả quá trình hình thành trong lịch sử dân tộc, để thấy cội nguồn của bất kỳ một người Việt máu đỏ da vàng nào cũng có thể đều được bắt nguồn từ một ngôi làng hoặc một triền đê. Vùng châu Thổ sông Hồng được bồi đắp từ phù sa của hai con sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình. Địa hình thượng lưu các sông gồm các vùng đồi núi với độ dốc lớn nên nước mưa đổ nhanh chóng xuống vùng đồng bằng. Mỗi khi có mưa to, vùng đồng bằng sông Hồng nhận nước lũ từ hai hệ thống, sông Hồng và sông Thái Bình. Trung bình hàng năm, đồng bằng sông Hồng nhận 4 trận bão từ biển Đông vào, gây nhiều mưa ở vùng núi cao và đồng bằng. Từ tháng 6 đến tháng 10 gây ra lũ lụt, tháng 7 và tháng 8 thường là lũ lớn. Nguồn nước sông Hồng khá dồi dào nhưng phân bố không đều. Mùa lũ chiếm khoảng 70% lượng nước cả năm. Thời Lê cũng trên 10 lần vỡ đê, 82 năm cầm quyền nhà Nguyễn thì 52 lần vỡ đê. Và đến khi thực dân Pháp sang ta thì cứ 3 năm vỡ đê một lần. Khi hòa bình lập lại thì vấn đề lớn nhất Bác Hồ, Hồ Chủ tịch, Đảng và Chính phủ ta nghĩ đến vấn đề cốt lõi muốn cho phát triển đất nước đồng bằng là trị thủy tận gốc và khai thác đồng bằng sông Hồng. Đây là cái quyết tâm của cái thời đại Hồ Chí Minh để kết thúc những cái nỗi lo toan của 1.000 năm của dân tộc. Con cháu, cha ông 1.000 năm làm, đến nay có thể tuyên bố rằng chúng ta đã xây dựng lên một hệ thống đê điều vững chắc, an toàn cho toàn bộ nhân, và như cái chỉ thị 164 của Ban Bí thư Trung ương là coi cái bảo vệ đê điều sông Hồng là vấn đề an ninh quốc gia, đặt ở cái tầm an ninh quốc gia. Hà Nội có thể nói là thành phố trong sông, với hơn chục dòng sông lớn nhỏ chảy quanh, nhưng sông Hồng là con sông lớn nhất. Sông Hồng cung cấp của cải, vật chất cho người Hà Nội với lúa, gạo, với giao thông đường thủy, nhưng cũng nuôi dưỡng tinh thần của người dân thủ đô với bề dày lịch sử của đất kinh kỳ. Hệ thống đê Hà Nội có chiều dài lớn nhất trong các tỉnh có đê ở phía Bắc, với hơn 20 tuyến chính, tổng chiều dài hơn 840 km. Đê Hà Nội là nơi hội tụ trí tuệ, công sức của biết bao thế hệ người Việt trong hơn 1.000 năm lịch sử phát triển thủ đô. Những con đê ngăn lũ, chắn bão, giữ bình yên mùa màng và làng xóm. Đê cũng là nhân chứng lặng lẽ, chứng kiến bao nhiêu cuộc đời đi qua, bước chân người từ lúc chập chững đến khi về già, bao nhiêu cuộc tiễn biệt và trở về, bao nhiêu hẹn hò đôi lứa, bao nhiêu rời đổi quê hương. Nếu mà nói con đê nó có từ bao giờ, bây giờ tuổi mình cũng không hình thành được.
là có từ bao giờ. Nhưng có nước, có nước, có sông là phải có đê. Nếu không có đê thì coi như là không có dân cư. Nó bung hết. À, vòng cung của cổ đô là qua rìa đê sông Hồng. Thì trước là con đê sông Hồng này nó là đê đất, cho nên là nó rất là yếu. Nơi đây là nơi mà sung yếu nhất của thị xã Sơn Tây. Nhưng mà sau khi hòa bình lập lại thì được nhà nước đầu tư nâng cấp, nâng cấp cả về mật độ rộng của đê và nâng cấp cả độ chiều cao của đê, và đến bây giờ đê đã được cứng hóa mặt như đường đi bây giờ. Nếu mà nói như ngày xưa của đê sông Hồng thì bây giờ thì nhà nước ta đầu tư một trời một vực. Từ đấy đến bây giờ thì đê phát triển như ngày nay. Tất cả những cái gì về công tác xã hội, về đời sống, phát triển sản xuất, phát triển văn hóa, kinh tế đời sống rất là mạnh. Chỉ cần nhìn những ngôi nhà chủ phú xung quanh đã thấy sự phát triển vượt bậc của làng Cổ Đô. Những năm kháng chiến, làng Cổ Đô được mệnh danh là làng bộ đội. Những phụ nữ thế hệ bà Ưu đã tiễn chồng, tiễn con, tiễn người yêu ra chiến trận tòng quân cũng từ những con đê làng. Ngôi làng được ôm ấp bởi dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, bởi dải đê như tấm khăn hồng tràng lên cánh đồng hoa lúa đầy màu sắc. Không biết có phải vì sắc màu quê hương Cổ Đô đẹp là vậy, mà làng Cổ Đô còn được trời phú cho thêm một nét đẹp văn hóa nữa, đó là làng họa sĩ. Đặc biệt là những nghệ sĩ ấy hầu hết đều xuất thân từ nông dân. Thực ra thì với tất cả các họa sĩ ở làng Cổ Đô được xuất thân từ làng Cổ Đô ra thì chúng mình thì đầu tiên là được ăn và uống nước của cái dòng sông Hồng này từ ngay từ lúc còn nhỏ. Thì dần dần những cái phong cảnh ở quanh làng nó ngấm dần vào người, song cộng với đấy là cái niềm đam mê mỹ thuật mà được các chú, các bác cũng như các ông ở trong làng truyền cho mình. Thế là dần dần cái máu đam mê ngấm dần vào mình, nên là thường thường những tất cả những cái đề tài mà mình cũng như những họa sĩ ở Cổ Đô này thường vẽ đấy là những hình ảnh rất là quen thuộc, ở thứ nhất là những cái góc làng này, hay là những con triền đê, hay là một góc của những cánh đồng. Nhưng mỗi một ngày qua đi những khung cảnh này nó lại mang cho mình một cái cảm xúc riêng, đấy là cảm xúc về mình đang tận hưởng cái đẹp ở cái quê mình. Chừng thế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày. Dòng sông ấy, triền đê ấy chẳng khác nào linh hồn của làng quê. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm. Thank you.
Nguyễn Văn Thưởng, trưởng phòng quản lý đê, chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên, thì quê hương là kỷ niệm tuổi thơ, kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường với một thoáng mưa buồn, gợn gió heo may, một màu xoan tím, con đò sang ngang, cánh diều chất chới giữa hoàng hôn. Và con đê làng hiện ra, vừa gần gũi lại vừa thân thương. Tôi thì lại sống ở ngoài vùng bãi. Trước đây thời kỳ mà đi học thì lại thường hàng ngày là đi qua cái con đê để vào phía trong đi học. Thì mình cũng rất là thích ở những cái có những cái hàng tre, rồi là chiều đến là học sinh, rồi là các cái ấy là ra thả diều, chăn trâu, mình cũng thấy rất là thơ mộng và cũng rất là đẹp. Lớn lên theo ngành như một cái duyên, giờ thì anh Thưởng lại gắn bó với con đê này theo một cách khác. Nếu như trước đây anh chỉ như một vị khách đến thưởng lãm vẻ đẹp của bức tranh lớn ấy, thì nay anh là một đầu mối quan trọng, là mắt xích góp phần vào công cuộc duy tu, bảo trì, giữ gìn những con đê này. Cũng có thể coi như một cách trả ơn cho cuộn băng ký ức quá đẹp mà nó mang lại. Cái đoạn đê này là ngày xưa là cũng bị sạt trượt, và được sự quan tâm của bộ và tỉnh thì cũng đã đầu tư lấp cái lòng đầm giáp chân đê của cái phía sông. Đoạn này là được tu bổ năm 2018 và đắp thành hai cái cơ 1 và cơ 2 để nâng cao đảm bảo an toàn của cái đoạn đê. Hàng năm thì thực hiện cái nhiệm vụ được giao thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng triển khai tới các cái huyện, thị xã và thành phố có đê làm cái công tác kiểm tra, báo cáo đánh giá cái chất lượng đê điều. Từ cái báo cáo đánh giá thì xây dựng các cái phương án về phòng chống thiên tai. Vào dưới triều đại Nguyễn thì triều đại Nguyễn không phải là ở kinh thành Thăng Long mà ở Huế, cho nên là có những cái sự giảm mắt về mặt giám sát, về mặt bảo vệ đê điều. Vào những cái năm đó, đê Văn Giang đã bị vỡ 18 năm liền, gây ra cả một cái vùng rộng lớn gồm có Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội và Bắc Ninh bị chìm ngập trong nước. Đời sống của nhân dân thì gặp rất nhiều khó khăn. Về các công trình văn hóa thì bị nước lũ, một là phá hại, hai là bị hư hỏng rất nhiều. Cái nạn nước lũ nó đã làm hại cho đời sống và nhân dân trong vùng, cho nên việc tu bổ và bồi đắp cho đê là một cái chuyện thường xuyên. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, do đê cao với độ cao so mặt nước biển 12 mét như thế là các nơi dân quân đã lập cách cái chiến địa để mà bắn máy bay Mỹ. Vào năm 1972, giặc Mỹ đã ném hai quả bom xuống xã Thắng Lợi làm ngang đê. Đây là điểm đê sung yếu nhất trong lịch sử đê của tà gạn sông Hậu. Vì đã 18 lần vỡ đê, thì bây giờ lại ném cái hai quả bom xuống chỗ này, thì nếu mùa mưa đến, thì có đoạn này có phải là nơi dễ vỡ nhất không ạ? Ném bom để phá hại mùa màng, làm cho đời sống nhân dân chúng ta khốn khổ, không thực hiện được nhiệm vụ với hậu phương lớn, với tiền tuyến lớn. Thì đây là một âm mưu tôi cho rằng là hết sức nham hiểm và thâm độc của kẻ thù. Sau khi hòa bình từ năm 54, thì Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến, và Bác Hồ đã gửi thư cho đồng bào có đê, tức là phải bảo vệ đê để mà chống lũ. Bức thư của Bác đã động viên vào những năm 60, nhân dân Hưng Yên là một trong những tỉnh đứng đầu về làm công tác thủy lợi. Trong đó có việc cái là giữ vững đê điều. 2.500 mét sung yếu nhất là ở cái vùng này mà chúng tôi vẫn giữ được. Đê Văn Giang cho đến bây giờ cùng nằm trong hệ thống đê tả ngạn sông Hồng của Hưng Yên là một tuyến đê kiểu mẫu. Có đường giao thông giải nhựa rộng khoảng từ 8 đến 10 mét, đi suốt từ Hà Nội về đến phố Hiến, Hưng Yên. Cũng trên dọc cái tuyến đê này, đặc biệt là xã Xuân Quan, như các bạn đã thấy, là một làng nghề hoa đã được 2 lần tổ chức lễ hội hoa, đã được bạn bè khắp trong nước và thậm chí có cả khách nước ngoài cũng đến tham quan và du lịch. Nhờ có đất của phù sa sông Hồng rất màu mỡ cho nên là trồng cây hoa rất là đẹp. Và từ đó nhân dân đã phát triển sang một cái nghề sản xuất mới, đó là làm nghề hoa, cây cảnh, cây công trình. Xuân Quan hiện nay có thể nói là một xã nổi tiếng
về chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngành nông nghiệp và nhân dân đã có thu nhập rất cao. Một hecta có giá trị sản xuất tới hàng tỷ đồng, chứ không nói đến hàng trăm triệu nữa. Và đời sống của nhân dân hiện nay, nếu các bạn về thăm làng hoa Xuân Quan thì sẽ thấy xây dựng Xuân Quan như một đô thị mới, rất là khang trang và sạch đẹp. Non sông trải dài bởi bước chân của người đi mở cõi. Thân thuộc trong trái tim mỗi người Việt, ấy là bóng đê làng. Có biết bao con đê như thế ở khắp các vùng quê Việt. Con đê chờ đợi bóng hình ai trong thơ Nguyễn Bính. Con đê mòn lối cỏ về trong một ngày sang ngang của người thiếu nữ trong nhạc Trần Tiến. Không chỉ ngăn lũ, giữ làng, những con đê còn là chứng tích lịch sử, ghi lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Ở đó, bao máu xương đã đổ xuống để có được hòa bình cho ngày hôm nay. Ai đã từng có cơ hội chậm rãi chạy dọc theo triển đê sông Lam, hẳn sẽ có giây phút bất chợt gặp một nghĩa trang nhỏ ven đê, đoạn qua xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Nghĩa trang nép bên bờ đê cao lớn sừng sững mà người dân Hưng Nguyên vốn quen gọi là nghĩa trang liệt sĩ đê điều. Nơi này, ngày 27 tháng 8 năm 1967, đã diễn ra một sự kiện bi thương. Từ rạng sáng, dân quân hai xã Hưng Khánh, Hưng Thắng tập trung trên tuyến đê trọng yếu chạy qua địa phận xã mình để làm công tác ứng cứu đê, san lấp hố bom qua một đêm dài thông tuyến đường tiếp viện cho miền Nam đánh Mỹ. Quãng 5 giờ sáng, khi một số người đã xong việc và vác cuốc xẻng trở về làng, một số khác còn đang ở lại làm thêm, thì bất ngờ hai máy bay Mỹ xuất hiện và giải bom. Trận bom ấy đã cướp đi tính mạng của 15 dân quân trên đê, làm bị thương 23 người khác và cùng lúc cướp đi hơn 20 tính mạng của những người ở trong làng. Xác người nằm la liệt bên những hố bom nham nhở cày xới trên thân đê. Ngày 4 tháng 8 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày giỗ chung của người làng Hưng Khánh. Vậy là đổ xuống đê làng không chỉ mồ hôi, nước mắt mà cả máu. Con đê đã ôm trọn linh hồn của những người con yêu làng, giữ nước. Càng cái cuộc chiến đấu kéo dài như thế, trước thiên tai như thế, để cha ông ta bàn giao lại cho thế hệ mới một cái thành quả lớn lao như vậy. Và đi theo cái thành quả đó là gì? Là làng xóm hình thành, tất cả cơ nghiệp phát triển, đất nước hình thành. Và cho đến nay, bao nhiêu hệ thống thủy điện lớn để mà cắt lũ và phát điện tạo nên một cái tiềm lực quốc gia như vậy. Rồi bao nhiêu đô thị hình thành như vậy. Sơn La, Lai Châu, phên dậu của đất nước, tất cả phát triển lớn như vậy. Rồi đồng bằng sông Hồng, là bây giờ tất cả các nhà đầu tư đến là yên tâm, cũng không sợ lũ lụt, đầu tư chắc chắn là đảm bảo. Thế rồi, cái nền nông nghiệp Việt Nam phát triển như thế này, thì tất cả đấy là do cái con đê của mình bảo vệ. Phải nói là chưa có một cái tài sản nào mà cha ông ta bàn giao 1.000 năm còn nguyên vẹn đến bây giờ. Vĩ đại đến thế. Đây là một cái kỳ tích mà cái dân tộc này đã tạo ra. Tạo ra một cái sợi dây an toàn bảo vệ cho dân tộc. Đưa cái dòng nước lũ, một cái khối nước lũ khổng lồ từ đầu nguồn ra biển. Đây là cái triết lý của người Việt để chứng minh rằng con người quyết định tất cả. Con người làm nên tất cả. Và con đê đã tạo nên một cái nền văn hóa, một cái sức sống mới cho cái dân tộc. Theo sự chuyển biến của thiên nhiên và dòng lịch sử, đến nay, toàn bộ đồng bằng sông Hồng đã được ôm ấp bởi những con đê. Đê cũng dần có sự kết hợp cả về công năng, có thay đổi kết cấu và hình dạng. Nhiều năm qua, sông Hồng gần như không còn xuất hiện lũ lớn. Nhưng trên các tuyến đê khác ở Ninh Bình, Thanh Hóa, những năm gần đây vẫn xảy ra lũ lớn, thậm chí vượt mức lịch sử. Cho nên, việc tu bổ đê điều không thể bị lơ là. Phong trào chỉnh trang, xây dựng các tuyến đê kiểu mẫu đã được triển khai rộng khắp các huyện Đan Phượng, Quốc Oai, Hoài Đức, Long Biên của thành phố Hà Nội, cho đến những tuyến đê ở các địa phương như Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình.
không những đáp ứng tốt hơn yêu cầu phòng lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà những tuyến đê kiểu mẫu này còn giúp làm đẹp hơn cảnh quan và mỹ quan đô thị, xóm làng. Những con đê biển chắn bão cũng không ngừng được đầu tư xây dựng, ngày càng trở nên kiên cố hơn và hiện đại hơn. Dù được coi là công trình đặc biệt quan trọng như vậy, thế nhưng nhiều tuyến đê cũng không tránh khỏi tình trạng bị xâm hại. Ngay dọc tuyến đê sông Hồng chảy qua địa phận thành phố Hà Nội cũng không hiếm gặp tình trạng các hộ gia đình, chủ cơ sở kinh doanh xâm phạm hành lang thoát lũ, hành lang đê để xây dựng công trình. Những vi phạm trên không chỉ đe dọa trực tiếp đến an toàn hệ thống đê điều, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố công trình của chính người vi phạm. Giải pháp được đưa ra là các hạt quản lý đê sẽ lập biên bản tạm đình chỉ hành vi vi phạm và chuyển hồ sơ đề nghị cấp xã, cấp huyện, xử lý theo thẩm quyền. Mùa mưa bão là những vòng lặp và biến đổi khí hậu thì ngày càng khó lường. Vậy nên rất cần một chủ trương xuyên suốt, đủ mạnh để xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, giúp chủ động phòng tránh, giảm rủi ro thiên tai, và cũng là để bảo vệ một cảnh quan, những nét đẹp văn hóa sinh ra từ những con đê làng. Khởi thủy, con đê chỉ để chống lũ, gắn với sinh tồn của con người. Dần dần, con đê đã trở thành một phần của cuộc sống, gắn bó với cuộc sống hàng ngày. Không phải ngẫu nhiên, trong tâm thức con người, sinh sống ở nơi có dòng sông chảy qua, đều sâu đậm những hình ảnh dải đê uốn lượn trữ tình. Bao đời nay, con đê bao bọc những làng quê Chủ Phú, Thanh Bình, là nơi tuổi thơ bao thế hệ thỏa thích nâng cánh diều trong những buổi chiều lộng gió, nơi hẹn hò của những đôi trai gái. Con đê sẽ tiếp tục trường tồn, không chỉ mang trong mình sứ mệnh ngăn sóng nước lũ, nó còn gắn kết con người với quê hương, là cầu nối tình người những miền quê xuôi ngược. We'll be right back.